Thưa quý khán giả, thành phố Cần Thơ có thế mạnh về du lịch đường sông với những địa danh nổi tiếng như Bến Ninh Kiều, Chợ Nổi Cái Răng. Tuy nhiên, du lịch chỉ mới được đầu tư phát triển ở các dòng sông lớn, còn hệ thống kênh rạch ở khu vực nội ô vẫn chưa được quan tâm khai thác. Tình trạng ô nhiễm, lấn chiếm, san lấp đang bức tử những dòng kênh rạch. Theo các chuyên gia, không chỉ là vấn đề quy hoạch mà hệ thống kênh rạch còn phát huy nền văn hóa sông nước đặc trưng để từ đó khai thác tiềm năng du lịch. Thành phố Cần Thơ được thiên nhiên ban tặng cho hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, kết nối với nhau, tạo nên nét đặc trưng mà ít đô thị nào có được. Kênh rạch từng được cư dân xem là mặt tiền của Tây Đô xưa, gắn liền với cuộc sống, với các hoạt động giao thương. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội cũng kéo theo tình trạng kênh rạch đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ai cũng thấy, nhưng gần như chưa có giải pháp căn cơ. Tôi ở đây gần khoảng độ 30 năm nay rồi. Tôi nhìn thấy dòng kênh lúc nào cũng thấy là muốn được nó sạch đẹp và luôn luôn thế. Có thời gian thì nó rất là đẹp, rất là sạch, nhưng rồi cũng có thời gian bởi vì nó không được liên tục, cho nên cái dòng kênh và hiện nay mà nói cảm thấy là xu hướng cái dòng kênh càng ngày nó càng xấu đi nhiều. Không có phải ở đâu nó cũng có cái bờ, cái hồ đẹp hay là cái kênh rạch hay dòng sông gì nó đẹp đâu. Không khai thác được cái lòng hồ thì rất là tiếc. Tại vì nó cũng đẹp lắm á, nhìn cảnh quan thì nó rất đẹp, bởi vì xung quanh nó là quán xá, rồi người đi thể dục người ta đi xung quanh bờ hồ rất là nhiều, rất là đông. Người ta cũng mong muốn là nếu nhà nước đứng ra để cải tạo được cái lòng hồ này thì nó rất là đẹp. Thành phố Cần Thơ nhiều lần được trang du lịch quốc tế đưa vào danh sách những thành phố kênh đào đẹp nhất thế giới, cùng với những địa danh như Venice của Ý, St. Petersburg, Nga, Amsterdam, Hà Lan, Birmingham, Anh. Ai từng đến những thành phố kênh đào nổi tiếng của thế giới sẽ nghĩ đến thành phố Cần Thơ và mơ giấc mơ phát triển của đô thị miền sông nước. Người nước ngoài thì họ rất là thích đi đường thủy vào sông rạch ở miền Tây, nhưng mà mình thì có lẽ mình quen thuộc quá, thành ra mình không thấy nó là cái hấp dẫn. Thì đấy cũng có lẽ là cần phải có những cái chương trình, cái kế hoạch tổng thể và có cái góp ý của các cái chuyên gia, đặc biệt là các cái người làm du lịch. Có một cái ý chí mạnh và có chương trình lớn để khôi phục hệ thống kênh rạch thành phố Cần Thơ. Thì cái việc này nó đòi hỏi kinh phí rất là lớn, nhưng mà nếu như làm được đó, nó sẽ được đền đáp. Chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức những cái tuyến du lịch, những cái tour du lịch trong nội thành, và nó đặc biệt lắm. Nó sẽ rất là khác so với những cái tuyến du lịch mà về nông thôn, sông nước mà chúng ta đang làm. Đi ở trong nội thành mà dòm ngắm những cái cảnh của thành phố mà nó sạch đẹp đó, hai bên nó rực sáng và nó vui vẻ đó, thì nó sẽ giá trị nó cao hơn rất nhiều, và người ta đã làm được rất nhiều ở châu Âu. Ngoài chức năng tiêu thoát nước, hệ thống kênh rạch ở thành phố Cần Thơ còn có vai trò là nền tảng phát triển giao thông thủy, du lịch đường thủy và xây dựng hình ảnh đô thị. Các chuyên gia cho rằng, không chỉ là vấn đề quy hoạch mà còn chứa đựng một tinh thần lớn hơn là phát huy nền văn hóa sông nước đặc trưng.